Cô mến chào các em học sinh lớp 7. Một tuần lại trôi qua, thì ngày hôm nay cô trò chúng ta lại được gặp nhau qua tiết học trực tuyến môn mỹ thuật 7 này. Tuần trước chúng ta đã được học qua bài vẽ hình đề tài tranh phong cảnh rồi phải không các em? Vậy bây giờ thì cô sẽ có một số câu hỏi kiểm tra bài cũ sau. Các em cùng theo dõi và trả lời nhé. Câu hỏi thứ nhất, thế nào là tranh phong cảnh? Các em đã có câu trả lời chưa? Tranh phong cảnh là tranh vẽ về cảnh vật xung quanh ta như là núi sông, biển cả, ruộng vườn, nhà cửa, cây cối. Và khi vẽ tranh phong cảnh thì các em có thể vẽ điểm thêm con người hoặc là con vật cho bức tranh mình thêm sinh động nha các em. Câu hỏi thứ hai, có mấy cách để vẽ tranh phong cảnh? Có mấy cách các em? Các em còn nhớ hay không? Đó là hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ vẽ trực tiếp cảnh thật, có nghĩa là chúng ta sẽ đi ra ngoài thực tế, chúng ta sẽ quan sát và chúng ta vẽ. Cách thứ hai là chúng ta sẽ vẽ tranh phong cảnh sáng tạo. Mình ở nhà mình nhớ lại những cái hình ảnh, bức tranh phong cảnh mà chúng ta đã quan sát thấy, chúng ta sẽ suy nghĩ, chúng ta sẽ vẽ lại theo sự sáng tạo riêng của mình nha. Bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta tiết 2 của bài vẽ tranh phong cảnh. Ở tiết này thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta vẽ màu nha các em. Các em lấy sách tập ra, chúng ta ghi tựa bài mới của ngày hôm nay nha. Các em ghi vào tập tiết 2 bài 5 tranh phong cảnh mở ngoặc tiết 2 đóng ngoặc lại. Cô có một cái bài thơ nói về phong cảnh như sau. Núi kia như đứng chờ ai, bình minh thức giấc, nắng mai đón chào. Trước mặt chúng ta là những cái dãy núi trùng điệp. Vào một buổi sáng sớm có những ánh nắng ban mai chiếu rọi thì khung cảnh lại càng thêm đẹp hơn, lung linh hơn, bởi vì có được điểm thêm những cái màu sắc nữa. Như vậy rõ ràng là màu sắc góp phần cho bức tranh phong cảnh thêm đẹp, thêm lung linh hơn phải không các em? Vậy thì bây giờ các em cùng cô đi vào phần thứ nhất của bài học ngày hôm nay, quan sát nhận xét nha các em. Các em ghi vào trong tập một la mã, quan sát nhận xét. Theo các em thì tranh phong cảnh có tạo cảm hứng cho người xem hay không? Và vì sao? Có không các em? Tranh phong cảnh tạo nhiều cảm hứng cho người xem, bởi vì nó diễn tả vẻ đẹp đa dạng nè, phong phú của thiên nhiên và rất là gần gũi với đời sống con người nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ tham quan từ vùng núi nè đến thành lũy, những hòn đảo xinh đẹp. Được ngắm nhìn tháp Eiffel lộng lẫy hay là nước Úc hùng vĩ qua cảnh chụp và tranh vẽ. Chúng ta sẽ thấy quang cảnh thay đổi theo mùa nè. Mỗi mùa thì sẽ có những cái màu sắc khác nhau. Mùa hạ khác với mùa xuân như thế nào, hay là ảnh chụp ban ngày
và ảnh chụp ban đêm á thì có những cái màu sắc như thế nào nhé. Các em cùng cô bắt đầu tham quan nè. Đây là ảnh chụp núi Phú Sĩ ở Nhật Bản đó các em. Có phải là cảnh vật rất là hữu tình đúng không nè, mây xanh nước biếc, điểm thêm những cái nhánh hoa. Đây là tranh vẽ về núi Phú Sĩ vào mùa xuân đó các em. Mùa xuân thì màu sắc thì sẽ tươi sáng hơn, nổi bật hơn, những cái đóa hoa đào nở làm cho bức tranh thêm đẹp đúng không nè. Còn đây là ảnh núi Phú Sĩ vào mùa hạ. Mùa hạ thì màu sắc sẽ không có tươi sáng nữa, mà đa phần người ta sẽ sử dụng những cái gam màu nóng bỏng để tạo cảm giác của mùa hè. Tuy hai bức tranh này sử dụng gam màu khác nhau, nhưng mà mỗi bức đều có mang một vẻ đẹp riêng, phải không các em? Ở góc bên phải đây là ảnh chụp của Vạn Lý Trường Thành, và góc bên trái là ảnh vẽ Vạn Lý Trường Thành. Ảnh chụp và ảnh vẽ khác nhau rất nhiều đúng không nè. Ảnh chụp thì Vạn Lý Trường Thành có nhiều cái sương mù quay vanh, còn ảnh vẽ thì sử dụng những cái màu sắc màu xanh màu vàng để tạo cảm giác màu xanh tươi sáng của cây cối. Ở hai bức tranh này đều tạo cảm giác chúng ta là một cái vẻ đẹp hùng vĩ của Vạn Lý Trường Thành, phải không các em? Còn đây là ảnh chụp Santorini của đất nước Hy Lạp đó các em. Còn đây là ảnh vẽ, tranh vẽ. Hình ảnh thì rất là đẹp đúng không nè. Những cái ngôi nhà ở sát cái bãi biển tạo cảm giác thật là nên thơ. Còn đây là ảnh chụp tháp Eiffel vào ban đêm. Còn bên phải là ảnh chụp vào ban ngày. Ban ngày hay là ban đêm thì tháp Eiffel vẫn mang một cái vẻ đẹp riêng đúng không nè. Còn đây là tháp được vẽ bằng màu nước đó các em. Khi mà ở bên tay trái, đây là vẽ ở góc nhìn gần, thì tháp sẽ được vẽ tỉ mỉ nè, rõ hơn. Còn ở bên tay phải chúng ta thì vẽ góc nhìn rộng hơn ha, thì tháp sẽ mờ đi. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn thấy được vẻ đẹp của tháp qua bước hai bức tranh này. Đây thì là sử dụng những cái gam màu sắc khác nhau nè. Màu sắc thay đổi theo mùa và thời khắc ngày và đêm sẽ mang lại màu sắc khác nhau cho bức tranh đúng không các em? Ở bên tay trái đây là tạo cảm giác đây là mùa gì các em? Đây là mùa xuân đúng không nè. Những cái màu sắc nổi bật tươi sáng. Còn ở góc bên tay phải chúng ta sử dụng gam màu vàng nâu tạo cảm giác giống như là mùa thu đúng không nè. Ở mỗi mùa thì sẽ cho ra một cái bức tranh mang một cái vẻ đẹp riêng. Còn đây là ảnh chụp thành phố của nước Úc từ trên cao đó các em. Và cái tòa nhà này là tòa nhà cánh buồm tiêu biểu của nước Úc đó các em. Đây là biểu tượng của nước Úc. Đây là tranh vẽ. Có phải là rất là nhiều màu sắc đúng không nè.
này cũng vậy. Sử dụng nhiều cái gam màu thì làm tạo cho chúng ta cảm giác là thành phố này á rất là nhộn nhịp, rất là sôi động. Này, sử dụng một gam màu xanh tạo cảm giác là cái đất nước rất là xanh, rất là sạch đẹp. Sau khi xem qua các bức ảnh nè và hình vẽ, chúng ta sẽ thấy là cùng một nơi nhưng mà màu sắc thay đổi khác nhau sẽ cho ta những cái cảm xúc khác nhau. Và màu sắc không nhất thiết giống hoàn toàn dưới ảnh thật mà có thể thay đổi tùy theo cảm hứng của người vẽ, đúng không các em? Vậy khi vẽ tranh thì chúng ta không nhất thiết là chúng ta vẽ tôn vẽ màu á như là ảnh thật ha, chúng ta có thể sử dụng những gam màu tùy theo sở thích của mình nha các em. Bây giờ các em cùng cô sang phần thứ hai, đó là cách vẽ. Các em ghi vào trong tập hai la mã cách vẽ tranh. Ở tiết trước thì chúng ta đã vẽ hoàn thành xong phần hình vẽ với các em, thì tiết này chúng ta sẽ bắt đầu là chúng ta suy nghĩ, chúng ta nhìn lại cái hình vẽ mình và chúng ta sẽ hoàn chỉnh lại cái phần hình vẽ nha. Các em ghi vào trong tập bước 1 hoàn chỉnh hình vẽ. Ở bước này thì chúng ta sẽ xem lại cái phần hình vẽ chúng ta đã đẹp chưa, đã hoàn chỉnh chưa. Nếu mà bạn nào mà đã hoàn chỉnh rồi mình có thể bỏ bước này cũng được em. Còn nếu mà bạn nào mà cảm thấy cái bài mình chưa có đẹp, chưa hài lòng thì mình có thể chỉnh sửa lại ở phần bước 1 này nhé. Vậy là chúng ta sẽ hoàn chỉnh lại cái phần hình cho thật là đẹp. Và các em sẽ chú ý là trong tranh phong cảnh nên là tranh về phần phong cảnh thì chúng ta sẽ diễn tả kỹ hơn nha. Chúng ta cố ý gắng chúng ta diễn tả kỹ cái phần phần phong cảnh nha các em. Nếu mà chúng ta có vẽ người hay là vẽ con vật á, chúng ta chỉ cần vẽ đơn giản thôi. Các em ghi vào trong tập bước 1 hoàn chỉnh hình vẽ chưa nè. Bây giờ chúng ta sẽ sang bước thứ hai nhé. Các em ghi vào trong tập xuống dòng bước 2 tô màu và hoàn thành bài. Ở bước hai này bắt đầu chúng ta sẽ sử dụng màu, chúng ta tô màu cho phần hình chúng ta. Khi tô màu thì các em có thể tô mảng chính trước, mảng phụ chúng ta tô sau nha. Mảng chính thì chúng ta cố gắng chúng ta tô nổi bật rõ phần hình. Và khi tô chúng ta tô nên có nhiều sắc độ đậm nhạt thì bài vẽ mình sẽ đẹp hơn nha. Các em có thể tô màu bằng những cái chất liệu khác nhau. Ví dụ như các em có thể tô màu nước nè, sáp dầu, bút chì hoặc là vẽ chì và đi sáng tối cũng được nha các em. Sau đây thì cô sẽ cho các em xem cái album. Đây là tranh phong cảnh của các bạn học sinh nha. Đây là bức tranh phong cảnh bạn vẽ bằng bút lông đó các em. Còn đây là vẽ bằng, các em biết không? Đây là tranh vẽ được vẽ bằng bút chì. Bạn vẽ đây là nhà thờ Đức Bà. Đây cũng là vẽ chì với một con thuyền. Đây là bạn vẽ phong cảnh làng quê.
có điểm thêm con người nè, đúng không nè? Con người chúng ta sẽ vẽ nhỏ thôi. Đây là bạn cũng vẽ một phong cảnh ở quê. Có nhà ha, có con thuyền, có dòng sông. Đây là bức tranh phong cảnh được vẽ bằng bút bi đó các em. Vẽ các em cũng có thể sử dụng là chất liệu là bút bi mình vẽ cũng được nha các em. Tuy là vẽ bút bi hay là vẽ bút chì thì chúng ta cũng cố gắng ha, chúng ta vẽ có sáng tối đậm nhạt nha, thì bức tranh chúng ta sẽ đẹp hơn. Còn đây là vẽ tranh phong cảnh được sử dụng bằng màu nước đó các em. Ở đây thì bạn vẽ chùa một cột nè, ở đây là vẽ ngọn hải đăng. Còn đây là bức tranh phong cảnh bạn vẽ phố cổ Hội An. Còn đây là cầu vàng Bà Nà Hiêu. Đây là gì các em có biết không nè? Đây là tháp Chàm của người Chăm đó các em. Đây là hình ảnh chính của bạn nè. Là tháp Chàm là thì bạn sẽ vẽ nổi bật rõ lên, và xung quanh là ảnh phụ, cây cối nè, những cái đá hay là mây trời thì các bạn sẽ vẽ nhạt lại ha, để nổi rõ cái phần trọng tâm lên. Còn đây là quảng trường Lâm Viên ở Đà Lạt. Đây là bạn vẽ thác nước ở Đà Lạt nè các em. Còn đây là nhà sàn ở Tây Nguyên. Còn đây là hình ảnh về ruộng bậc thang nè các em. Bạn vẽ núi ha, vẽ ruộng, cửa vẽ dòng suối, cây cối nè. Đây là bãi biển. Còn đây là quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Bạn tô màu ha, có sắc độ đậm nhạt nè, có mây trời, có sóng nước. Đây là chợ Bến Thành. Đây là hình ảnh ở một cái làng quê. Hình ảnh ở quê thì bạn sẽ sử dụng nhiều gam màu xanh đó, để tạo cảm giác là ở quê thì có nhiều cây cối, không khí thì trong lành mát mẻ, đúng không nè. Đây là bạn vẽ cảnh làng quê vào một buổi buổi tối, đúng không nè các em. Đây cũng vậy, có dòng sông. Đây là thác. Đây là nhà sàn ở ven sông, đúng không nè. Bạn pha trộn nhiều màu sắc nè, để tạo ra nhiều cái sắc độ khác nhau đó các em. Đây cũng vậy, bạn pha trộn nhiều màu. Khi vẽ bài thì chúng ta cố gắng, hay chúng ta đi bài chúng ta theo gam màu thì sẽ đẹp hơn nha các em. Này bạn vẽ bằng màu nước, vẽ những ngôi nhà.
Đây là những ngôi nhà ở quê nè, có khung trời rộng ha. Như vậy đề tài phong cảnh thì đây là một đề tài rất là rộng. Các em có thể vẽ rất là nhiều hình ảnh khác nhau ha. Bạn vẽ một cái bến à, có thuyền neo lại. Đây là một cái dòng sông ha. Đây là hình ảnh ở trước cổng làng. Đây là những ngôi nhà ở ven biển, phong cảnh ở làng quê. Đây các bạn đi màu hết, các em quan sát à. Đây là hình ảnh chính nè, là sẽ tô màu đậm nổi bật nè, xung quanh là mây trời nè, nước thì chúng ta sẽ tô nhạt một chút xíu. Ở hai bức tranh này thì các em nhận thấy là bức tranh nào đẹp hơn các em? Bức tranh nào? Có phải là bức tranh thứ nhất không nè các em? Bởi vì bức tranh thứ nhất đã được tô màu có đậm nhạt nè, có sáng tối thì cái bài mình á nó sẽ có không gian sẽ đẹp hơn. Những cái gì ở gần thì các em cố gắng là chúng ta vẽ nè và chúng ta tô màu cho kỹ, cho rõ. Còn những cái gì ở xa chúng ta chỉ tô màu nhạt thôi. Còn ở bức tranh thứ hai này, bạn tô đều một cái mảng màu thì cái bài của mình nó thiếu không gian, nó sẽ không được đẹp nha các em. Khi vẽ tranh phong cảnh thì các em cũng có thể dạng là vẽ trang trí cũng được đó các em. Bên cạnh những bức tranh phong cảnh tả thực là tả có không gian sáng tối xa gần á, thì các em có thể vẽ dạng tranh phong cảnh trang trí, là chúng ta có thể tô những cái mảng hình, tô ra từng mảng vậy, cách điệu cho nó đẹp hơn. Hoặc là như thế này, các em có thể cách điệu thêm cái phần hình ảnh bầu trời nè, cho lạ mắt sẽ đẹp hơn đó các em. Này, đây cũng vậy, đây là một bức tranh phong cảnh như đã được cách điệu nè, làm đơn giản để cho bức tranh thêm lạ, nổi bật hơn đó các em. Vậy mình cũng có thể vẽ những cái dạng tranh như thế này nha. Các em ghi vào trong tập ba la mã thực hành. Dòng hoàn thành bài vẽ tranh phong cảnh theo cảm xúc của em. Đây là chúng ta sẽ tô màu một bức tranh phong cảnh đó theo cảm xúc riêng của mình nhé. Em đã ghi xong chưa nè? Như vậy là các em ở nhà chúng ta cố gắng chúng ta hoàn thành bài vẽ nha các em. Bài này học đã được 2 tiết rồi. Vì vậy là chúng ta cố gắng chúng ta sẽ vẽ xong cái bài vẽ này. Và chúng ta sau khi học xong bài này thì chúng ta sẽ mở link và làm bài tập điểm danh giống như mỗi tuần nha. Và chúng ta lưu ý là trong cái đường link này có phần chụp hình bài viết của các em đó. Thì các em cố gắng chúng ta viết cho bài cho đúng và chúng ta chụp hình á, chụp đúng bài học của mình. Cô nhận thấy thì có một số bạn á, chúng ta chụp hình không có đúng đó. Các bạn thì chụp hình phần bài học ở trên màn hình, các bạn thì chụp hình những cái hình ảnh khác là sai nha các em. Các em phải đúng chụp đúng phần bài học và làm bài tập điểm danh nộp lại cho cô nhé. Trong quá trình học thì có điều gì chưa rõ nè, chưa có được hiểu thì các em có thể ghi vào trong cái phần bài tập điểm danh và cô sẽ giải đáp vào tuần sau nhé các em.
Bài học đến đây là kết thúc rồi. Cô cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các em vào tuần sau.